Vì sao Việt Cộng thả tù chính trị để họ đi nước ngoài? Tại sao anh đồng ý đi Mỹ mà không ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh? Dạ anh vui lòng trả lời giùm em câu này. Vâng, ở đây tôi cũng trả lời luôn. Ở đây nó có vấn đề như thế này. Không phải là ai khi mà được thả tù thì cũng được đi nước ngoài. Và không phải ai cũng được nước ngoài can thiệp. Tại vì chúng ta thấy ở đây là cái sức mạnh chính trị của các cái nước đối với Việt Nam ấy, thì có lẽ là chỉ có Mỹ là một cái sức ép chính trị nó lớn nhất đối với Việt Nam thôi. Tại vì thị trường xuất khẩu của Việt Nam cũng như là cái quan hệ chính trị của Việt Nam với Mỹ ấy, là nó có nhiều cái vấn đề và nó có thể là đụng chạm đến cái quyền lợi của Việt Nam, và đôi khi là họ phải chấp nhận trao đổi để mà có được những cái lợi ích đó. Thế cho nên ở đây chúng ta nói rằng là những cái người đấu tranh mà bị bắt rồi là Việt Cộng khi thả ra ấy, là cho đi Mỹ hay là cho đi nước ngoài ấy, thì cái chuyện đó là mơ hồ, hoàn toàn không có. Thì nếu mà ai nghĩ rằng cái chuyện đó là thật ấy, thì cứ thử tham gia vào đấu tranh để coi xem thế nào. Còn cái nhìn toàn cảnh chúng ta có thể thấy như thế này: nước Mỹ quan hệ với gần 200 nước ở trên thế giới, và gần 200 nước ở trên thế giới này biết bao nhiêu nhân vật cần quan tâm. Chúng ta định nghĩa rằng là Mỹ chỉ quan tâm đến một mình Việt Nam và Việt Nam chỉ có vài nhân vật đó thôi. Không phải đâu. Cái việc đó nó phải đòi hỏi là trong một cái quá trình đấu tranh của mình phải rất nhiều tổ chức trong và ngoài nước đấu tranh và lên tiếng, rồi đến những cái tổ chức nhân quyền, những tổ chức tự do báo chí của quốc tế họ lên tiếng. Tất cả những cái đó thì mới có cơ hội là đến cái bàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và lúc đó mới được là Hoa Kỳ quan tâm. Chứ còn không phải là ai lên đấu tranh là cũng được là cộng đồng quốc tế quan tâm. Cái trường hợp này nó hy hữu, nó không có nhiều, và chúng ta cũng có thể thấy rằng trong lịch sử nó cũng không có nhiều, không có nhiều. Cho nên là những cái việc mà nói rằng là đấu tranh để được đi Mỹ thì hoàn toàn không có, tại vì nhiều người ra đấu tranh là họ đấu tranh thôi, vì cái lương tâm họ thúc đẩy họ ra họ đấu tranh thôi, chứ không phải này. Ví dụ như trường hợp của tôi ấy, nếu mà tôi không có tham gia vào đấu tranh ấy, mà muốn đi nước ngoài ấy, thì tôi cũng dư sức đi nước ngoài, tại vì gia đình tôi cũng ở bên Canada hết, và cái việc mà tôi có thể bán tài sản ở Việt Nam để mà đầu tư vào như là dạng RB5 vào Mỹ chẳng hạn thì vẫn cứ đủ điều kiện như thường, chứ không phải là đi đấu tranh để rồi bị tù đầy như thế rồi mới đi. Thì những cái khả năng của tôi hay anh Trần Huỳnh Nghi Thức hay là Nguyễn Tiến Trung hay anh Lê Công Định thì cái việc mà đi Mỹ nó là việc bình thường, như là Tiến Trung cũng đã du học ở nước ngoài rồi nhưng mà về đấu tranh rồi bị bắt, hay là như anh Trần Huỳnh Nghi Thức, anh có công ty ở Singapore, có công ty ở San Jose, sao nhưng mà đấy là những cái vấn đề. Hay là anh Lê Công Định, anh cũng học ở Mỹ, học ở Pháp rồi, khả năng của anh, khả năng tài chính của anh cũng là hai cái văn phòng luật sư ở ngay giữa trung tâm thành phố, anh phó chủ nhiệm đoàn luật sư mà toàn là làm những cái kép liên quan đến cái việc mà sáp nhập ngân hàng hay là những cái công ty lớn. Thế thì khả năng của họ là dư sức. Cho nên là nói rằng đấu tranh để đi Mỹ là một cái quan điểm là hoàn toàn nó sai lầm. Và cái việc đó là chỉ có dư luận viên họ mới nói thôi. Chứ còn những người thực sự thấu cảm đến cái anh em đấu tranh ở trong nước, và thậm chí là phải biết được cái xuất thân của những cái người mà đứng ra đấu tranh như thế nào, nhiều khi họ cũng không có lượng định được là cái sự đàn áp nó khốc liệt đến như thế đối với họ và gia đình họ. Chẳng hạn như là sau khi tôi bị bắt, tất cả những cái căn nhà cho thuê là bị là họ đuổi những cái người thuê nhà đi hết. Thì toàn bộ cái hệ thống tài chính của gia đình là bị đánh sập hết, mấy căn nhà cho thuê là bị đánh sập hết. Thì đấy là những cái khó khăn mà những cái người mà tham gia vào mà phải chịu đựng. Thế thì đấy là những cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà thứ hai á, cái vế thứ hai của cái câu hỏi này là tại sao anh đồng ý đi Mỹ mà không ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh, thì ở đây á, là đi hay là ở là cái lựa chọn của từng người, và tôi tôn trọng cái lựa chọn đó. Nhưng mà nhắc các bạn và khán giả ở đây là hai cái lựa chọn đi hay ở, nó chỉ là đi hoặc là ở lại ở trong tù đó cho đến hết án. Trường hợp của tôi và trường hợp của anh Trần Huỳnh Di Thức là hai cái thí dụ cụ thể nhất. Anh Trần Huỳnh Di Thức không đi thì nó cứ để anh ngồi trong tù đó, nó không nhả ra. Chúng ta biết rằng ấy là những cái người đấu tranh nổi bật sau khi được các cái tổ chức quốc tế lên tiếng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan tâm đấy, thì bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ họ có một cái whitelist, trong đó chỉ chừng chục người trở lại thôi. Thì trong cái whitelist đó, mỗi lần đối thoại nhân quyền họ cũng đưa ra những cái yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thả. Nhưng mà còn phụ thuộc vào chính quyền Việt Nam nó thả ai. Có khi yêu cầu cái người số 1 mà nó thả cái người số 5 hay cái người số 6. Hoặc là nó không thả.
Thế cho nên cái lựa chọn ở đây là lựa chọn gì? Đi hoặc ở, nhưng mà ở lại trong tù, chứ không phải ở lại Việt Nam để đấu tranh. Và là trong cái trường hợp của tôi cũng vậy. Khi mà trước khi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào thì Bộ Công an họ đã xuống rồi. Họ đã xuống trước đó gần một tháng rồi. Họ vận động, họ yêu cầu tôi là viết đơn xin giảm án. Tức là tôi có tội gì đâu mà tôi giảm án. Tôi không biết. Họ vận động rất là nhiều. Cho nên là cuối cùng ấy, là vấn đề là khi bà Jennifer vào gặp tôi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà ấy cũng nói là chúng tôi muốn đấu tranh để ông được tự do, dù là ông ở Việt Nam hay là ông đi Mỹ. Nhưng hai bên đã đạt thỏa thuận là sau khi ông ra tù, ông sẽ đi Mỹ. Thì chúng ta biết rằng là đàm phán là hai bên họ đàm phán, mình ngồi trong bốn bức tường đó, mình làm gì và mình quyết định được cái gì. Và cái việc mà đàm phán ấy, là Cộng sản nó có thả hay không ấy, lại là cái vấn đề của nó nữa. Chứ không phải đòi nó thả đâu. Và cái vụ thả tôi ra ấy, là trong cái trường hợp là Việt Nam muốn mua cái máy bay tuần tra biển PC-3, thì lúc đó Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí cho Việt Nam, được phép là mua vũ khí của Hoa Kỳ. Thì sau này khi Tổng thống Obama sang Việt Nam mới dỡ bỏ toàn phần. Chứ còn cái thời mà thả tôi ra ấy, là dỡ bỏ một phần thôi. Nhưng mà đấy, và trong khi mà tôi sang bên này thì có lên gặp mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để cảm ơn các ông ấy, thì ông Tom Malolensky có nói rằng là chúng tôi cũng có những cái hy sinh nhất định để mà có được cái tự do của các bạn. Thì chúng ta thấy rằng là đấy là những cái cuộc trao đổi mà trên các cái bàn đàm phán. Và cái lựa chọn của chúng tôi ấy, một là tôi đi ra ngoài và tiếp tục lên tiếng cho anh em tù nhân ở trong nước. Hai là tôi tiếp tục ngồi trong tù. Và như trong cái phần trước tôi đã nói rồi đấy, người trong Nam đưa ra ngoài Bắc, người ngoài Bắc thì đưa vào trong Nam. Và cái việc đi của mình ấy, nó có hai vấn đề. Lúc đó là Trương Nhất và tôi bàn nhau, và Trương Nhất nói anh phải đi. Anh là một trong những người đã đi qua 11 cái nhà tù của Việt Nam, qua hơn 20 lần chuyển trại. Anh hiểu rõ từng cái nhà tù, và anh cũng hiểu biết về pháp luật nữa. Anh phải ra để tố cáo với cộng đồng quốc tế cái vấn đề này. Mà không những là chỉ có tù chính trị gửi gắm đâu. Cái lúc tôi ở trại 6 Nghệ An đó, có cả tù hình sự, tù ma túy cũng gửi tin vào là nhờ chú đi ra nước ngoài nói đến cái tình trạng của anh em. Là chúng ta biết rằng là có hai cái loại tù ở Việt Nam bị phân biệt đối xử đặc biệt ấy, là thứ nhất là tù chính trị và cái thứ hai là tù ma túy. Tù ma túy cũng bị phân biệt đối xử ghê gớm lắm. Cho nên là trong cái việc mà giảm án hoặc là đặc xá này kia đó, thì bao giờ ấy, là cái Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương nó cũng đặt ra những cái điều kiện. Và những cái điều kiện đó thì không bao giờ ấy là có tù chính trị ở trong đó cả. Và cái thứ hai nữa là tù ma túy cũng bị khống chế rất là nhiều. Thế cho nên là không có cái chuyện mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật đâu. Một cái án tù 20 năm với một cái án giết người và một cái án tù 20 năm với tù ma túy thì cái thời gian thi hành án nó khác nhau, chứ nó không giống nhau. Đấy là những cái phân biệt đối xử ngay cả trong những cái văn bản pháp luật của chính quyền Cộng sản. Chính vì vậy mà cái việc đến được các cái tổ chức quốc tế để tố cáo những cái sai phạm của các cái nhà tù. Nhiều người ở trong tù ra chỉ có tố cáo là bị đánh đập, bị này, bị kia. Nhưng mà tôi ra tôi tố cáo về cái hệ thống nhà tù, rồi về cái việc mà luật pháp ban hành một đường, thông tư ban hành một nẻo, và đang xây dựng những cái mạng lưới mà nhà tù trong nhà tù để giam giữ những cái khu an ninh mà giam giữ đối với tù chính trị. Thì đấy những cái vấn đề mà anh em ở trong đó rất cần mình ra ngoài để mình nói. Thì tất nhiên là mình cũng lựa chọn đối với gia đình mình, thì mình cũng phải chấm dứt cho những cái đau khổ của gia đình. Tháng nào cũng đi thăm nuôi hàng ngàn cây số như thế, mà vất vả xa xôi như vậy, mà không phải một người mà mấy người. Thế rồi là nhiều khi đi thăm nuôi mà còn không được gặp, như trong cái đợt mà tôi tuyệt thực đó, đi ra thăm nuôi nó có cho gặp không? Nó không cho gặp. Thì cuối cùng ấy là phải quay về. Thế đến khi mà vợ anh Nguyễn Xuân Nghĩa lên thăm, thì nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khi mà ra mà gặp gia đình thì mới gặp được 10 phút ấy, thì ông mới la lên là ông Hải ông tuyệt thực 25 ngày rồi. Thì lúc đó là nó bịt miệng ông, nó lôi đi luôn và nó đe dọa, nó kỷ luật ông ấy. Thì lúc đó thì là bà vợ ông mới gọi điện cho gia đình thôi, và lúc đó cộng đồng quốc tế mới biết đến là cái việc tôi đang tuyệt thực ở trong trại 6. Thì đấy là những cái vấn đề mà khi mà mình ấy,
mà chấm dứt được cái sự đau khổ của gia đình mình thì nó cũng là một trong những cái việc mà mình nên làm cho gia đình mình. Cũng như là ở trong cái whitelist ấy, thì là mình cũng sẽ nhường lại cho những cái anh em khác để cộng đồng cũng như là mọi người tiếp tục quan tâm đến những anh em còn lại. Và mình ra ngoài thì mình phải tiếp tục cái cam kết của mình với anh em tù nhân trong nước, ra ngoài để tố cáo những cái tội ác của nhà cầm quyền cộng sản đối với anh em, những cái giam giữ khắc nghiệt đối với anh em để mà thực hiện. Và đây tôi cũng xin nhắc lại là lựa chọn chỉ có hai lựa chọn: lựa chọn đi hoặc lựa chọn ngồi lại ở trong tù. Tại vì án của tôi, hai án là 14 năm rưỡi và 5 năm quản chế, và tôi ở trong tù ấy chưa đến 7 năm. Như vậy nếu mà tôi ngồi lại, tôi sẽ phải ngồi lại tiếp 8 năm nữa. Và trường hợp tôi và trường hợp anh Trần Huỳnh Duy Thức ấy, thì anh Thức chỉ bị bắt sau tôi 1 năm thôi, mà án anh Thức 16 năm, còn án tôi 14 năm rưỡi và 5 năm quản chế. Thì hai cái án cũng xê xích nhau, mà thời gian bị bắt cũng chênh nhau có hơn năm thôi. Thế thì chúng ta thấy ở đây rõ ràng hai cái trường hợp như thế. Nhiều cái tổ chức, ví dụ như châu Âu hoặc Mỹ vào yêu cầu anh Thức đi, nhưng mà anh không đi. Và anh không đi thì nó cũng không thả anh ra. Đây là một cái cuộc kéo co, một cái cuộc đấu trí. Và mình phải lựa chọn. Mà lựa chọn ở đây không phải là lựa chọn mà anh tự do ra ngoài, anh ở nhà, anh đấu tranh. Mà lựa chọn ấy là anh phải đi hoặc là anh tiếp tục anh ngồi ở trong tù đó. Chỉ có hai lựa chọn thôi. Chứ không phải là cái lựa chọn mà như là mình muốn lựa chọn là được. Và mình ở trong bốn bức tường mà mình không phải là bên đàm phán trong đó. Mình không ký lô nào đàm phán với nó cả. Và vấn đề là vì do mình. Bây giờ mình quyết định đi thì họ sẽ đưa mình đi. Còn mình không quyết định đi, họ cũng không thể nào đưa mình đi được. Và cái thứ hai là mình ngồi trong đó thì có đóng góp được cho phong trào hay không. Tất nhiên anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh đã đóng góp rất lớn cho phong trào. Và chúng ta cần phải quan tâm đến cái trường hợp của anh. Và tôi đi cái phòng giam nào thì là khi tôi đi thì anh Trần Huỳnh Duy Thức lại ở đến đúng cái phòng giam đó, đúng cái trường hợp đó luôn. Tôi ở Xuyên Mộc, tôi ra trại 6 Nghệ An thì anh Thức từ là Xuân Lộc nó đưa sang Xuyên Mộc. Rồi đến khi mà tôi đi Mỹ thì là anh Thức bị chuyển từ Xuyên Mộc ra trại 6 Nghệ An. Và ngay đúng cái K1, ngay đúng cái phòng đó tôi ở luôn. Thì đấy, tôi mới nói là vấn đề là sau khi ra thì những cái cam kết của tôi là trong nhiều năm trời liền tôi đã đi vận động rất nhiều các cái tổ chức, từ là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho đến là Tổng thống, cho đến là tất cả những cái như là Amnesty hoặc là Human Rights hoặc là CPJ. Đó, rất nhiều cái hoạt động vẫn tiếp tục. Thì tôi tham gia vào những cái báo cáo và những cái chương trình của CPJ hoặc là của đài VOA. Và gần đây nhất là tôi mới làm xong một cái chương trình với đài VOA mà vừa rồi tôi có gửi link cho Thủy Dương đó. Thì đấy là những cái hoạt động và những cái trang báo này vẫn cứ duy trì. Nói chung là từ khi ra tù này tôi chưa có nghỉ một cái ngày nào hết. Tôi vẫn cứ tiếp tục các cái hoạt động của mình. Mặc dù những cái hoạt động của tôi khó khăn hơn người khác nhiều. Người khác họ lập ra một cái trang thì họ chỉ việc hoạt động cái trang đó thôi. Nhưng mà tụi tôi lập ra là bị chặn, lập ra là bị đánh phá, bị đánh lên đánh xuống. Cái group là của đầy tớ mà Thái Văn Đường lập ra, và sau khi anh em trong nước mà bị đàn áp thì Thái Văn Đường ấy là trao cho tôi. Chính chúng ta thấy rằng là 74.000 người tham gia trong cái group đó đều có quyền đăng bài và đều có quyền share bài. Từ đó ra chúng ta thấy nó như là một cái trung tâm báo chí đó. Và toàn bộ cái hoạt động ấy là toàn admin ở hải ngoại thôi, là hoạt động thôi. Cho nên cuối cùng là nó áp lực Facebook là xóa trắng cái group đó đi. Hay là cái trang fanpage của tôi có 113.000 người follow cũng vậy. Nó cũng trở thành một cái diễn đàn tranh luận ở trên đó, nhưng cuối cùng là cũng bị xóa. Thì tất cả những hoạt động ở trên Facebook như thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải có website và cần phải có những cái mạng lưới truyền thông, nó có nhiều cái kênh khác nhau và những cái sự liên kết các cái kênh khác ấy, thì nó mới tạo ra cái sức mạnh được. Vì đấy là nói về cái việc mà lựa chọn. Nếu mà tôi cứ ngồi ở trong đó thì đến bây giờ là tôi cũng chả làm được gì hơn là cái việc là gia đình tôi vẫn cứ là phải hàng tháng là đi thăm nuôi cho đến bây giờ. Và cái số tiền đi thăm nuôi mà anh Trần Huỳnh Duy Thức có thể là mua được một cái biệt thự lớn ở Sài Gòn chứ không phải là một cái nhà nhỏ đâu nha. Thì chúng ta thấy rằng gia đình anh một lần đi thăm nuôi là 3-4 người đi. Mà máy bay từ Sài Gòn ra Nghệ An, từ Nghệ An đi xe đò lên đến Trần Vinh rồi đi thăm nuôi như thế. Chúng ta thấy rằng là rất là khó khăn, rất là gian khổ đối với gia đình của tù nhân lương tâm và họ nữa.
và nắng Nghệ An cái mùa này nó nắng nó khủng khiếp lắm, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải có được cái sự thấu cảm với họ thì chúng ta mới quan tâm đúng mức đến cái việc mà chúng ta hỗ trợ họ như thế nào được. Chứ không có thì nhiều khi nhiều người trước đi tù chưa biết được những cái gian khổ trong đó đâu, cứ nghĩ là vào tù đó có án rồi chỉ ngồi đó là xong, hết án là ra. Không có đâu, cộng sản nó không có để yên cho mà ngồi đó đâu, nó còn bắt phải nhận tội mà chưa có cái nhà tù nào là án đã có rồi mà vào trong nhà tù vẫn tiếp tục bắt người ta nhận tội, thì nó có nhiều cái hình thức nó đàn áp đó. Thì đấy là tôi nói sơ qua để quý vị biết thôi. Và ở đây chốt lại một cái là chỉ có hai lựa chọn, đi hoặc ở. Nhưng mà ở là ở tiếp tục cho hết án rồi ra tù. Và trong cái trường hợp của tôi không nhận tội cũng thế. Và khi mà nó vận động tôi là phải viết đơn xin giảm án, phải viết đơn xin ân xá này kia, mà trong khi tôi đâu có đủ điều kiện đó. Cái thứ nhất là tôi không nhận tội, nên tôi không viết gì hết. Và cái thứ hai là trong quá trình cải tạo tôi thì toàn cải tạo kém thì lấy đâu mà đặc xá được. Thì cuối cùng họ phải đẩy ra với lại một cái lý do là tạm ngưng thi hành án. Thì tạm ngưng thi hành án chúng ta ở đây biết rồi. Ví dụ như là cha Lý khi mà bệnh nặng ấy, thì họ nói là tạm ngưng thi hành án cho cha ra chữa bệnh. Và khi cha ra chữa bệnh thì vừa chữa bệnh xong ấy, thì nó phục hồi thi hành án và nó đưa cha ở lại trại giam cho đến hết án nó mới thả cha ra. Và trường hợp của tôi là tạm ngưng thi hành án, chứ không phải là hết án hay là được giảm án gì thả ra cả. Tại vì tôi không nhận tội, không có lý do gì thả. Thì cuối cùng họ phải đưa ra lý do là tạm ngưng thi hành án để họ đẩy tới ra.